Cây trà hay còn gọi là chè, có tên khoa học là Camellia sinensis, có nguồn gốc ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng ngày nay, nó được trồng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, trong các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Các loại trà Việt Nam bắt nguồn chủ yếu ở ba vùng lớn: trà Bắc ở Thái Nguyên, trà Hương, trà Ô Long ở Bảo Lộc và các loại trà sam cổ thụ ở Tây Bắc. Trà không chỉ là thức uống mang hương vị thuần khiết, giàu giá trị tinh thần, mà còn có những tác dụng tích cực đối với sức khỏe và làm đẹp. Quý vị thân mến, từ những búp trà hay là những lá trà xanh mướt trải qua nhiều công đoạn chế biến, khi uống thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái vị giác đặc trưng của trà từ hợp chất polyphenol, rất là có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra thì trà xanh còn có tác dụng trong việc làm đẹp da, từ việc giúp cho cơ thể của phụ nữ trở nên mảnh mai hơn cho đến việc làm chậm quá trình lão hóa. Mình cũng rất là thường xuyên sử dụng bột trà xanh bởi vì mình biết trong bột trà xanh nó có tính chất làm mịn da, sáng da và xoa khít lỗ chân lông. Mình thường sử dụng bột trà xanh trong việc chăm sóc da bởi vì mình biết nó kháng khuẩn, nó thường kháng khuẩn làm sáng da và sạch mụn. Một tuần thì mình thường đắp mặt nạ bột trà xanh khoảng 3 lần trên tuần trước khi đi ngủ. Sau khoảng từ 1 đến 2 tháng thì mình cảm nhận làn da của mình có sự thay đổi rõ rệt là da của mình sáng hơn, sạch mụn hơn và làn da nó mịn hơn. Mình thấy là sau khoảng 1 tháng thì sẽ thấy là có tác dụng rõ rệt, như là làn da của mình nó thấy là nó sáng hơn. Theo khoa học hiện đại phân tích thì trong lá trà có chứa hơn 300 loại thành phần hóa học, trong đó có các thành phần polyphenol và caffeine là chính. Polyphenol, chất chống oxy hóa, rất có lợi cho sức khỏe, với những tác dụng thường được đề cập nhất là chống khuẩn, giảm béo, hấp thụ và bài thải sắc tố đen trong cơ thể, giúp trắng da, phòng chống ung thư, v.v. Hàm lượng chất caffeine giúp tỉnh táo, hưng phấn và giảm mệt mỏi. Trong làm đẹp, theo một nghiên cứu cho thấy, trà xanh bảo vệ da khỏi những tổn thương do tia UV gây ra. Bên cạnh đó, trà xanh còn được xem như một loại kháng sinh, kháng khuẩn, làm sạch các bụi bẩn, bám vào lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn. Nhờ vào thành phần axit có tác dụng chống oxy hóa mà trà xanh có thể làm giảm tình trạng da bị viêm nhiễm, từ đó hạn chế khả năng mụn xuất hiện đối với tất cả các loại da. Trà xanh là một trong những thần dược làm đẹp rất được phụ nữ Nhật Bản yêu thích, từ những dạng như là bột trà xanh nguyên chất hay là trà xanh tươi. Phụ nữ thường chăm chỉ sử dụng trà xanh tươi để cải thiện làn da bị mụn, làm sáng da, mịn da cũng như là đem đến một làn da thu hút mọi ánh nhìn. Và nó cũng được ứng dụng rất nhiều trong việc làm đẹp da cho phụ nữ Việt. Chị Thảo, một chuyên gia làm đẹp nhiều năm kinh nghiệm, không chọn cho mình các mỹ phẩm cao cấp mà thường ưu ái chăm sóc da bằng sản phẩm từ thiên nhiên như bột nghệ, bột cám gạo, mật ong và tất nhiên không thể thiếu trà xanh. Chào chị Thảo. Chào Linh Phi. Chị đang làm gì vậy? Thảo đang làm lá trà để làm bột trà xanh. Nghe hả? Vậy thôi, vậy chị Thảo chỉ cho em là cái cách làm bột trà xanh thì như thế nào chị Thảo? Nó rất là đơn giản, tức là khi mà mình mua lá trà thì mình chọn những cái loại lá trà nó thật là tươi như thế này. Và nhớ là mình chọn cái lá trà nó nhỏ thôi, tại vì mình không mình chọn cái lá trà lớn quá thì nó sẽ bị bột rất là nhiều và nó sẽ giảm công dụng của lá trà. Và sau khi mình mua về thì mình nhớ là rửa thật là sạch, sau đó mình mới mang lên mình để ra cái nơi thoáng mát và không có nắng chiếu vô. Tại vì nếu mà nắng chiếu vô thì nó sẽ bị úa và nó sẽ bị đen hết mấy cái lá trà của mình. Cái này thì lá trà này thì Thảo đã làm được khoảng 3 ngày thì nó chỉ được héo như thế này thôi, nhưng mà nó chưa có thể sử dụng được để mình làm bột trà. Và cái lá này thì Thảo đã làm được khoảng 5 ngày cho tới 1 tuần thì cái lá của mình nó sẽ được như vậy và nó sẽ xanh như thế này. Thì trong cái thời gian từ 5 tới 7 ngày đó thì mình sẽ thấy nó được như vậy rồi thì mình sẽ đem đi xay liền. Và Phi nhớ là mình phải tước, nếu mà mình bắt đầu mình làm thì mình phải tước, mình tước những cái lá trà này ra. Và mình sẽ bỏ những cái cọng này, bởi vì nếu những cái cọng này mình giữ lại nó sẽ bị cợm, nó bị lợn cợn rất là nhiều trên cái trà bột trà của mình. Thì mình sẽ không có sử dụng, không có tốt. Và khi mà mình bỏ nhau vô trong cái máy xay sinh tố thì mình nhớ là mình xay khoảng chừng 2-3 phút thôi. Với những cái bột mà khô như vậy thì khoảng chừng 30 giây là mình phải tắt máy xay sinh tố và khoảng chừng 2-3 giây sau thì mình hãy xay lại. Thì mình xay tới lúc mà nó sẽ đạt cái độ mịn như thế này thì mình có thể ngưng lại. Và sẽ có được hai cái loại bột trà mịn nhất, đó là cái bột mình xay ra thì nó sẽ mịn như thế này, và còn một cái loại nữa là nó sẽ cái bụi nó sẽ bám lên trên đây nè, ở trên cái nắp nữa. Thì mình sẽ thể lấy những cái phần trên này để mà mình có thể dùng mình làm bánh luôn.
Còn cái loại bột của mình sau khi mình xay cái này ra đó thì mình sẽ đắp mặt nạ nè, mình cũng hay đắp cho mặt, cho toàn thân. Và còn một cái công dụng nữa là khi các bạn có thấy những cái từ cái cọng của cái lá trà. Nãy giờ em cũng thắc mắc. Đúng rồi, Thảo cũng không có bỏ được cái này đâu, uổng lắm. Tại vì khi mà sử dụng những cái này thì những cái cọng trà như thế này thì Thảo tức là mình không có xay được bằng máy xay sinh tố. Nhưng mà mình sẽ mang ra mình nhờ những cái chỗ xay bột và người ta sẽ xay cho mình hết những cái này ra luôn. Thì chính cái đó thì nó sẽ ra được những cái bột như thế này. Tức là nó sẽ lợn cỡ như thế này, tức là nó không mịn thì mình có thể sử dụng cho toàn thân của mình tẩy tế bào chết. Tức là mình sử dụng trộn chung với sữa tươi hoặc sữa chua không đường, cái mình sẽ tẩy tế bào chết cho toàn thân của mình. Mà em cũng thắc mắc là chẳng hạn như nếu như mà để thu về được 1 kg bột trà xanh như vậy thì mình cần phải mua bao nhiêu cái lá trà xanh tươi như thế này chị Thảo? Thường thì khoảng 5 kg trà xanh tươi sẽ cho ra được khoảng 1 kg này. 5 kg mà mới được chỉ 1 kg bột thôi. 1 kg bột nhưng mà nhiều khi không tới đâu. Vậy hả? Đúng rồi. Chị Thảo tự tay làm bột trà xanh để dùng dần do lo ngại về tình trạng hàng kém nguồn gốc trên thị trường. Từ việc chỉ dùng cho bản thân, chị chia sẻ đến những người bạn, những người thân và các em học viên trong lớp học trang điểm của mình với mong muốn mọi phụ nữ đều sẽ tự tin hơn về làn da mộc mạc sáng mịn mỗi ngày. Cái điều mà thích thú nhất khi mình sử dụng mặt nạ lá trà xanh là cái mùi hương của lá trà xanh làm cho mình cảm thấy cực kỳ thư giãn, tinh thần sảng khoái hơn rất là nhiều. Khi mình sử dụng trong khoảng 30 phút thôi thì gần như những cái cảm thấy căng thẳng, stress hoặc là đôi khi mình bị nhức đầu, mình sử dụng lá trà xanh thì mình cảm thấy nó gần như giảm. Những cái mụn bọc cũng không thấy mọc nhiều nữa, và đôi khi những cái mụn cám, mụn đầu đen rất là thường hay có thì cũng giảm rất là nhiều luôn. Với quy trình tự làm trà xanh tại nhà, do quá trình sấy nghiền bị sinh nhiệt, lá trà mất diệp lục nên khiến cho bột trà có màu vàng hoặc ngã đen, bột không được mịn, có thể nhìn rõ bằng mắt thường, mùi trà khô đôi khi hơi khét. Đó là một cách để phân biệt và chọn lựa các loại bột trà xanh trên thị trường. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều người nhầm lẫn giữa bột trà xanh và bột matcha trà xanh với quy trình sản xuất phức tạp hơn rất nhiều. Đặc điểm nổi bật của bột matcha trà xanh đó là có hàm lượng dinh dưỡng và các chất có lợi gấp 7 lần so với bột trà xanh thông thường. Đồng thời thì chất bột này siêu mịn, sờ tay vào không có cảm giác lợn cợn như là bột trà xanh, cho nên được ứng dụng rất nhiều trong làm đẹp thẩm mỹ. Chị Thư ơi, hiện nay thì em thấy là cái xu hướng mà làm đẹp từ thiên nhiên đang được rất là nhiều chị em phụ nữ quan tâm và yêu thích. Thì với một người mà làm trong cái lĩnh vực là chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ thì chị thấy là những cái phương pháp làm đẹp từ thiên nhiên nào mà phụ nữ ngày nay đang ưa chuộng nhất ạ? Hiện tại thì cái phương pháp làm đẹp từ thiên nhiên đang rất được các chị em phụ nữ chúng ta tin dùng. Giống như là tẩy tế bào chết thì dùng cái cà phê, muối nghệ mật ong, hoặc là chúng ta có thể dưỡng da, ủ da bằng nghệ nè, trà xanh nè, yến mạch nè và các loại ngũ đậu. Còn nếu mà đến spa thì chúng ta có thể thư giãn bằng cái phương pháp massage với cái tinh dầu. Chúng ta còn có thể còn có những cái liệu pháp đặc biệt để thư giãn và nó cũng gần gũi với thiên nhiên luôn. Có những cái phương pháp hay là những cái liệu trình nào làm đẹp từ trà xanh mà đang được thực hiện và ứng dụng cho khách ạ? Trà xanh á, thì chúng ta dùng được rất là nhiều công dụng, đặc biệt là cái liệu trình mà dưỡng trắng, làm sáng da và nó ngăn ngừa cái sự lão hóa, nhất là những cái làn da dầu. Thì cái liệu trình đó sẽ trải qua những cái công đoạn hay là những cái bước như thế nào ạ chị? Dùng cái nguyên liệu trà xanh để làm đẹp thì cái liệu trình mà làm facial á, thì gồm có 8 bước. 8 bước? Dạ. Với cái liệu trình này thì chẳng hạn một tuần thì mình nên thực hiện bao nhiêu lần là tốt nhất? Và sau khoảng thời gian bao lâu thì chúng ta có thể cảm nhận được cái hiệu quả rõ rệt của nó? Thực ra thì nếu chúng ta có thời gian thì nên chăm sóc cho cái gương mặt chúng ta nhiều hơn. Thì mình thấy trung bình là một tuần đi cố gắng đi từ 2 đến 3 lần. Tại vì khi mà chúng ta chăm sóc thường xuyên thì tế bào chết lúc nào cũng được loại bỏ. Với lại dùng những cái mặt nạ thiên nhiên thì chúng ta sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong cái việc mà giữ gìn cái làn da tươi mới. Sẵn đây thì chắc là Linh Phi sẽ nhờ chị Thư chia sẻ thêm cho Linh Phi cũng như là các khán giả của chương trình một số những cái công thức làm đẹp từ trà xanh phù hợp cho nhiều loại da khác nhau, có được không chị? Mình sẽ hướng dẫn cụ thể có những cái phương pháp nào mà phối hợp với trà xanh với các cái nguyên liệu tự nhiên nhất mà ở nhà chúng ta có để cho các bạn có thể tự làm tại nhà.
sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách sử dụng nguyên liệu trà xanh và các cái nguyên liệu gần gũi ở trong nhà chúng ta có thể có sẵn, ví dụ như là sữa tươi nè, sữa chua, chanh, mật ong và dầu dừa để làm các cái bước làm đẹp tự nhiên tại nhà. Chúng ta sẽ dùng 2 thìa trà xanh và 1 thìa sữa tươi dành cho da dầu nha. Chúng ta khuấy đều. Đối với da khô thì chúng ta vẫn dùng trà xanh, sữa tươi và chúng ta sẽ thêm một ít dầu dừa vào. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy 2 muỗng trà xanh, ít sữa tươi vào và một ít dầu dừa nhé. Sau đó chúng ta sẽ khuấy đều cái hỗn hợp này lên. Và như vậy là chúng ta đã có một cái hỗn hợp mặt nạ trà xanh dành cho da khô. Chúng ta vẫn dùng trà xanh nhưng mà chúng ta sẽ thay đổi cái nguyên liệu. Từ sữa tươi chúng ta sẽ chuyển sang dùng sữa chua không đường và một tí mật ong. Và chúng ta sẽ có thêm một vài giọt chanh. Trà xanh thì mình sẽ dùng 2 muỗng. Chúng ta sẽ dùng thêm sữa chua ha. Một ít mật ong. Cuối cùng là chúng ta sẽ thêm vài giọt chanh vào ha. Và bây giờ chúng ta đã có một cái hỗn hợp đặc biệt để hỗ trợ trị thâm và làm sáng da một cách tự nhiên mà không bắt nắng. Sau khi có cái hỗn hợp này rồi, chúng ta sẽ đắp lên mặt khoảng từ 15 đến 20 phút. Và đợi đến khi mà cái mặt nạ đó khô hoàn toàn và thẩm thấu vào trong da thì chúng ta sẽ dùng nước ấm để rửa lại mặt thật sạch. Một tuần các bạn cố gắng làm 2 lần thì chúng ta sẽ có một làn da trắng sáng tự nhiên. Trà xanh có chứa vitamin B, C và chất diệp lục có khả năng lọc máu. Axit tannin trong trà xanh rất tốt trong việc làm se da và loại trừ vi khuẩn. Có thể thấy trà xanh là một dược phẩm thiên nhiên hoàn hảo với những làn da dầu và da mụn. Đó là lý do tại sao nhiều sản phẩm chăm sóc da mặt thường có chiết xuất từ trà xanh. Ngoài ra, trà xanh còn có một số công thức bạn có thể áp dụng để làm đẹp tại nhà với nước trà pha. Chống lão hóa, pha một ít trà khô với một ít nước để trong vòng 3 đến 5 phút rồi chắc lấy nước. Tẩm nước trà và gạt mềm, thoa lên mặt vào một buổi sáng và tối để chống lão hóa cũng như tạo cho làn da sự khỏe khoắn. Chống nắng. Vào mùa hè, để chống lại những tác động có hại của ánh nắng mặt trời gây sạm da và hỏng da thì trước khi ra nắng, bạn hãy pha một ấm trà tươi rồi dùng gạt ẩm tẩm nước trà thoa đều lên phần da hở trên cơ thể như là mặt, cổ, cánh tay để trần. Giữ cho da khô tự nhiên, rồi sau đó thêm một lớp lotion để khóa lại lớp dưỡng chất. Như vậy là bạn đã có thể tự tin với làn da đã được bảo vệ trước ánh nắng. Chống thâm quầng mắt. Dùng nước trà đặc đỡ nguội, tẩm vào một miếng bông cô tông, đắp lên mắt để trong 10 phút. Sau 1 đến 2 phút thì thay một tấm bông khác và lặp lại 3 đến 4 lần. Sau đó, bạn hãy thoa kem dưỡng da dành cho vùng mắt. Cách này có tác dụng làm dịu, giảm thâm quầng mắt cũng như là vết trũng sau một đêm mất ngủ. Chăm sóc tóc. Dùng một muỗng canh nước trà trộn đều với lại một muỗng nhỏ rượu trắng và một muỗng dầu dừa. Sau đó thoa hỗn hợp này lên da đầu, massage và giữ nguyên trong vòng 30 phút. Tiếp đó, bạn sẽ gội lại bằng nước ấm. Mỗi tuần thực hiện từ 2 đến 3 lần để giúp cho chân tóc chắc khỏe, sạch gau và mượt tóc. Quý vị thân mến, việc làm đẹp với trà xanh đã không còn là một khái niệm xa lạ với chúng ta nữa, bởi vì nó được biết đến với rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, làn da, mái tóc, vóc dáng, giảm căng thẳng mệt mỏi trong quá trình học tập và làm việc. Và tác dụng tích cực của trà xanh sẽ còn hiệu quả hơn nữa nếu như chúng ta biết dùng bột trà xanh đúng cách. Vậy nên quý vị hãy ghi nhớ những lưu ý của chương trình để chúng ta mang về cho mình một làn da và một vóc dáng đẹp với trà xanh nhé.